xin kính chào quý vị và bà con. Ngày hôm nay Thu Hoa trở lại và chia sẻ thêm cho bà con thật nhiều những công thức làm cám viên tốt nhất, giúp bà con tiết kiệm được chi phí từ 40 đến 50%. Và đây cũng là công thức làm cám của chính khách hàng khi mua máy ép cám viên trục đứng S200 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Và giờ thì chúng ta hãy cùng đi trải nghiệm công thức làm cám của bà con trên khắp các tỉnh thành cả nước. Đầu tiên, đó là anh Giang ở Thanh Hóa đã sử dụng nguyên liệu ép đó là ngô, cám gạo, cá khô ép với máy ép cám viên trục đứng S200 làm thức ăn cho 5.000 con gà. Máy cho năng suất từ 200 đến 300 kg trên giờ, sử dụng dòng điện 3 pha. Với việc sử dụng máy ép cám viên S200, anh Giang đã tiết kiệm được 40 đến 50% chi phí, giá chỉ còn từ 5.000 đến 6.000 đồng một cân cám. Tiếp theo là anh Thái ở Bắc Giang, anh đã sử dụng công thức ngô hạt và thóc làm thức ăn cho chim bồ câu. Anh Mạnh ở Ba Vì đã sử dụng nguyên liệu cám ngô, cám gạo và men vi sinh làm thức ăn cho 100 con lợn. Với máy ép cám viên S200, anh Thắng ở Đắk Lắk đã sử dụng nguyên liệu ép đó là ngô, cám gạo, cá khô và thóc. Với sự hỗ trợ từ hộp cấu số Visai ô tô và phần cối đúc bằng gang giúp máy hoạt động một cách khỏe khoắn, nghiền những nguyên liệu thô như là ngô nguyên hạt hay cá khô một cách nhanh chóng, cho ra những viên cám đầy đủ dinh dưỡng giúp bổ sung chất đạm cho 3.000 con ngan. Anh Hưng ở Cà Mau sử dụng nguyên liệu ép đó là ngô nguyên hạt, cám gạo làm thức ăn cho thỏ. Cuối cùng, đó là anh Hoàn ở Thái Nguyên đã dùng nguyên liệu phối trộn đó là ngô, cám gạo, cá khô, thân chuối làm thức ăn cho 7.000 con vịt. Vâng, và trên đây là công thức làm cám viên của khách hàng khi sử dụng máy ép cám viên trục đứng S200 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Với năng suất từ 200 đến 300 kg trên giờ, máy ép cám viên trục đứng S200 không những giúp tiết kiệm được chi phí, đảm bảo được nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho vật nuôi. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay một dòng máy ép cám viên trục đứng S200. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty hoặc để lại bình luận phía bên dưới để nhận được tư vấn miễn phí. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con thành công.